trách nhiệm hay gánh nặng. Sống ở đời với tâm trạng của người tài xế xe bus, có khách hay không thì cũng thanh thản, đúng giờ làm việc, đúng giờ trả xe về nhà. Tài xế taxi, thời gian làm việc nhiều hơn mà suốt ngày sống trong tâm trạng vui buồn, lo sợ. Không ai kêu thì lo sợ buồn, lúc có người kêu thì vui mừng hớn hở. Nhiều người hiểu lầm nói đạo Phật phủ nhận trách nhiệm. Đạo Phật luôn kêu gọi cha mẹ cho ra cha mẹ, chồng cho ra chồng, con cho ra con, trò cho ra trò, thầy cho ra thầy. Sống phải tròn trách nhiệm hoàn toàn, không phải là gánh nặng. Người nào mà trách nhiệm đè nặng trên vai thì con đã gánh sai. Cũng món đồ đó, nếu mình cầm đúng cách thì nó sẽ nhẹ hơn và dễ dàng hơn. Phật dạy rằng, có thân đã là gánh nặng. Nếu mình là cư sĩ, phải lo chồng, cho cha mẹ, đủ thứ trong xã hội. Tuy nhiên, cái gánh nặng đó mình khéo hay vụng trong chuyện giải quyết nó. Vấn đề là do mình và thái độ sống của mình. Nếu không thay đổi được màu trời, thì ta có thể thay đổi cặp mắt kính. Người loạn thị thấy thế giới khác với người cận thị, người cận thị thấy thế giới khác với người viễn thị. Đức Phật dạy, xứ khổ đều là mùa xương. Tại sao con phải hành thiện? Tại sao con phải tránh ác? Vì khi con hành thiện, nếu còn luân hồi tái sanh thì con sẽ có hình hài khỏe mạnh, có ngoại diện dễ nhìn, có đủ trí tuệ để con biết con là ai trong cuộc đời này, con ở đâu tới, con sẽ về đâu và con nên làm gì ngay bây giờ. Tại sao ta có khả năng đó? Là tại vì ta đã từng sống thiện. Nguy hiểm nhất trong cuộc sanh tử luân hồi là sinh ra mang một hình hài mà thiếu cái này. Nếu sinh ra là con tôm, con sò, con trùng thì sinh ra và chết đi không khác gì cọng cỏ. Một ngày nào đó bình tâm nghĩ lại, có lẽ chúng ta sinh ra trong một hình hài có hành thiện vẫn tốt hơn. Cho nên trách nhiệm thì vẫn phải là trách nhiệm, làm thì vẫn phải làm, nhưng luôn tâm niệm như thế này: tôi sẽ thực hiện điều này như là trách nhiệm, chứ không phải thực hiện điều này như một gánh nặng vác trên vai. Trích từ bài giảng của sư Giác Nguyên. Chương trình Radio Cà Phê Sáng xin được kết thúc tại đây. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio một ngày mới tràn đầy năng lượng và thành công.